con thuyền biển khơi với trời sao xa tâm. Ta ơn những gì Chúa ban cho, những hạnh phúc dâng tràn hay khổ đau héo hon. Đời con luôn tin cậy Chúa thôi, dẫu mưa ngàn sóng trôi vì Chúa luôn chung tay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà cùng tất cả anh chị em, hòa chung niềm vui với toàn thể giáo hội. Hôm nay chúng ta mừng lễ mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và là kết thúc tuần bát nhật lễ Giáng sinh. Mẹ Maria được tôn vinh là mẹ Thiên Chúa, mang lại niềm vui và niềm hy vọng tràn trề cho tất cả chúng ta là thân phận con người. Mẹ Maria mang thân phận con người như tất cả chúng ta, thế mà mẹ trở thành mẹ của Thiên Chúa. Đây là một hồng ân vô cùng lớn lao cho loài người của chúng ta. Và kính thưa cộng đoàn, hôm nay 31 tháng 12 cũng là ngày cuối cùng của năm dương lịch. Vì thế tất cả các cha các thầy cùng với quý ông bà và anh chị em, chúng ta hiệp nhau nơi đây trước tôn nhan Thiên Chúa để nói một lời tạ ơn. Chúng ta cùng với mẹ Maria, thánh cả Giuse, cùng với Chúa Giêsu hài đồng, cùng với bao nhiêu người còn đang vất vả lam lũ trên các nẻo đường, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì chúng ta hiện diện nơi đây. Chúng ta cùng nhau nói một lời tạ ơn Thiên Chúa về biết bao những ơn lành Chúa đã thương ban cho chúng ta. Không chỉ là những niềm vui, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa về cả những đau buồn, cả những khổ đau và cả những lỗi lầm thiếu sót mà chúng ta đã chót phạm. Bởi vì qua những lỗi lầm thiếu sót đó, Chúa tỏ lòng thương xót cho tất cả chúng ta. Cá nhân tôi cũng như cha Phó Giuse, cha Phương, thầy Độ, tất cả chúng ta, tôi nghĩ chúng ta đều rất cảm xúc trong những thời khắc cuối cùng. Trong những thời khắc cuối cùng mà chúng ta biết nói lời tạ ơn thì thật là tuyệt vời. Chúng ta cũng xin Chúa một điều, mai đây trong giờ hấp hối, chúng ta như Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta cũng có được lời tạ ơn dành cho Thiên Chúa. Và để thánh lễ chúng ta dâng đẹp lòng Chúa trong thánh lễ tạ ơn cuối cùng của năm dương lịch 2016 này, giờ đây tất cả chúng ta cùng thành tâm thống hối. Anh em chúng tôi cũng có lời xin lỗi đến tất cả quý ông bà và anh chị em trong giáo xứ thánh tâm này, vì chúng tôi cũng mang thân phận yếu đuối đã nhiều lần làm cho ông bà anh chị em buồn hay là gây ra những thiếu sót. Xin ông bà anh chị em cũng tha thứ, và anh em chúng tôi cũng sẵn sàng tha thứ tất cả những gì ông bà anh chị em làm cho chúng tôi, gây ra những thiếu sót đối với anh em chúng tôi. Tất cả chúng ta tha thứ cho nhau trong thánh lễ đặc biệt này để xin Chúa chúc lành, tha thứ và ban nhiều hồng ân cho chúng ta trong năm mới. Tôi thu nhận
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Đức Mẹ nguyện giúp cầu thay, vì chính nhờ Đức Mẹ chúng con mới được lãnh nhận nguồn sức sống vĩnh cửu, là Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa Cha, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách dân số. Đức Chúa phán với ông Mô-xê: Hãy nói với A-ha-rôn và các con nó rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và giữ gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng.
đó là lời Chúa. Trần gian biết đường lối Chúa, và muôn quốc gia sẽ biết ơn cứu độ. Ôi lạy Chúa Trời, xin Ngài thương xót, xin Ngài ban phúc cho tất cả chúng con. Mong ước muôn dân hò reo hát mừng, người cai trị bằng đức công mình. Chúa cai trị dân theo đường công chính, và muôn quốc gia sẽ thấy người chính trực. Ôi lạy Chúa Trời, chư dân tạ ơn Chúa Trời, cùng dâng lời cảm mến không ngơi. Chúa ban hồng ân phúc lộc tràn chứa, địa cầu hát ca kinh tôn người suốt đời. Ôi lạy Chúa Trời, bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em làm con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chúa,
Khi ấy các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giê-xu, đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những thời khắc cuối cùng mà chúng ta biết nói một lời tạ ơn ấy thật là đẹp và cảm động. Chúng ta chỉ còn ít giây phút nữa thôi là khép lại năm dương lịch 2016. Chúng ta ngồi lại với nhau, quy tụ nhau nơi đây, bên bàn thờ Chúa có Chúa Hải Đồng, có Đức Mẹ, có Thánh Cả Giuse. Chúng ta nói một lời tạ ơn Chúa thật là cảm động, đầy cảm xúc và chính đáng, rất là chính đáng. Hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe cả ba cha chia sẻ luôn, đại diện cho cộng đoàn nói lên những lời tạ ơn cho bản thân mình và cũng là cho tất cả cộng đoàn. Tôi xin được nói trước, kính thưa cộng đoàn, nếu một lời tạ ơn với Chúa lúc này, tôi sẽ thay mặt cho giáo xứ nói lời tạ ơn nào cho tôi và cho cộng đoàn. Chắc chắn tất cả chúng ta đều phải nói với Chúa lời tạ ơn Chúa, vì trong năm qua giáo xứ Thánh Tâm của chúng con đã được biết bao nhiêu ơn lành. Thứ nhất, chúng ta kể ra không biết đến bao giờ, nhưng mà có những cái điều mà chúng ta không thể không nói ra là xây trường tiểu học Thánh Tâm. 25 năm chúng ta đã khởi công xây dựng từ hồi tháng 5 rồi. Rồi gần đây nhất chúng ta sửa lại chợ Thánh Tâm. Tất cả những công trình này cha ông chúng ta đã làm ngay từ thời lập giáo xứ. Sau nhiều năm tháng bỏ qua hay là đã mai một rồi, chúng ta khơi dậy lại cái tâm tình này rất là hay. Nó gần như là tâm tình của người Do Thái khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Tức là đền thờ Jerusalem sau nhiều năm tháng điêu tàn hoang phế bây giờ khơi dựng lại. Tôi có cảm nhận rằng là những ân huệ Chúa ban cho cha ông thì Chúa ban và Chúa không có lấy lại. Và đây là lúc năm nay là cái năm mà Chúa ban cho chúng ta cái ơn để chúng ta khơi lại tình yêu thuở ban đầu, ân sủng từ cái ngày mà cha ông chúng ta từ Bắc vào Nam để gây dựng nên giáo xứ này. Chúng ta cũng tạ ơn Thiên Chúa vì chúng ta có đài Đức Mẹ La Vang này, có đài Đức Mẹ Văn Côi này, có đài Đức Mẹ Fatima. Nói ra để chúng ta thấy đây là ân huệ Chúa thương ban cho chúng ta. Nếu Chúa không ban thì làm sao mà chúng ta có thể được. Rồi trong năm qua anh em chúng tôi cũng đã đi làm phép nhà rất nhiều gia đình xây được nhà, có cửa, con cái học hành, đi du học nhiều lắm. Thế thì đấy là lời tạ ơn mà chắc chắn chúng ta ai cũng phải thấy. Thế nhưng qua tất cả những công trình, chúng ta phải thấy rằng cái ân sủng còn lớn hơn những công trình. Như ông cha ông chúng ta vẫn nói rằng là người thì quý hơn của. Qua tất cả những công trình chúng ta đã thấy là lớn lao rồi, thì qua những công trình ấy chúng ta thấy những con người tuyệt vời. Tạ ơn Thiên Chúa vì là giáo xứ chúng ta có tới 3 cha trong năm nay. Và phải lâu lắm rồi, từ thời xưa đã có lúc chúng ta có 3 cha rồi phải không? Từ thời cha Thụy gì đó phải không? Đấy, mà biết bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ giáo xứ chúng ta mới có 3 cha. Có một thầy, có những lúc là có thêm cả thầy Sáu Đình, có cả cha Điệp nữa. Tức là cái con người, người quý hơn của. Tôi cũng hết lòng tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa ban cho chúng ta có một ban hành giáo. Ông Chánh Liêm, ông Thỏa, ông Du, ông Ngữ, ông Hân, rồi anh Quyền hay là ông Đức, rồi các ban điều hành họ, các ban chỉ sự, các giới, ban điều hành, các tổ sông đạo. Có lẽ hiếm có giáo xứ nào mà có một đội ngũ làm việc đông đảo cả trên dưới 400
Mỗi khi về tỉnh dòng, mời cha giám tỉnh hay là quý cha về trong những dịp hội họp, gặp gỡ quý chức, hỏi quý chức giáo sư Thánh Tâm là bao nhiêu. Thưa cha là danh sách là trên 400 người, ai cũng ngỡ ngàng. Chúng ta tạ ơn thêm Chúa, bởi vì nhờ Chúa tác động mới có nhiều người cộng tác là như thế. Với những cái con người là như vậy, chúng ta hết lòng tạ ơn thêm Chúa. Tôi tạ ơn thêm Chúa vì tất cả anh chị em, trong giây phút này anh chị em đến đây với tất cả những tâm hồn thánh thiện, thì đấy là ân huệ Chúa thương ban. Và cuối cùng lời tạ ơn thiên Chúa là cho chính bản thân mình, giống như mẹ Maria: Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Trong năm qua có thể chúng ta có những công trình, chúng ta có những người cộng tác giỏi giang đắc lực, và điều quan trọng hơn nữa là chính trong tâm hồn của chúng ta, trong năm qua cá nhân tôi cũng cảm thấy mình cũng được biến đổi nhiều, biết lắng nghe nhiều hơn, biết chờ đợi nhiều hơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa ban cho con về giáo sư Thánh Tâm này cũng đã là gần 5 năm rồi, để biết vui, biết buồn, để biết hạnh phúc, biết khổ đau, biết sung sướng, và cũng cảm nếm phần nào những nghèo khổ khi đi đến các gia đình. Tạ ơn Thiên Chúa vì những gì Chúa đang hoán cải, đang thay đổi con tim này, trái tim này, cõi lòng này, để rồi tất cả những cái điều đó được biến chúng ta giống như mẹ Maria, trở thành mẹ của Thiên Chúa, trở thành anh chị em ruột thịt với Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, thời gian chỉ cho phép đến đây thôi, tôi xin chia sẻ đến đây thôi, mời cha Tài tiếp tục chia sẻ cho cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà anh chị em thân mến, cha xứ vừa rồi đã chia sẻ điều cần tạ ơn, đó là vì Thiên Chúa dĩ nhiên ban cho chúng ta rất nhiều sự từ các công trình, và đặc biệt là những con người, có những con người để tung hô, để cảm tạ Chúa, và chúng ta được hiện diện ở đây để cùng cảm tạ Chúa, đó là điều vô cùng quý giá. Và tiếp lời cha xứ thì con cũng xin được chia sẻ, nếu để nói một lời tạ ơn thì có lẽ cũng phải nói rằng năm qua là năm mà chúng ta đón nhận rất nhiều ân sủng, một năm rất đặc biệt, đó là năm thánh, năm của lòng thương xót của Thiên Chúa, một năm được mở ra với biết bao nhiêu ân sủng mà như cha xứ đã vừa nói. Và bản thân con cảm nghiệm được một điều, đó là bản thân mình được sống trọn vẹn một năm với cái chức linh mục đầu đời, và con được cha xứ trao cho cử hành tất cả các bí tích. Qua cái con người bất xứng, qua một con người yếu hèn của con, thế nhưng mà chính khi con cử hành bí tích đó thì ân sủng của Chúa lại đổ tràn trên mỗi người chúng ta. Đấy là điều con cảm nghiệm, và con cảm thấy đây là một lời phải tạ ơn Chúa, vì chính Chúa đã dùng chính con người của con để cho phép con cử hành những bí tích để mang ân sủng đến cho quý ông bà anh chị em. Và một lời tạ ơn vô cùng có quý giá. Và nếu nói một lời tạ ơn nữa thì đó là một lời tạ ơn mà có lẽ bản thân con cũng như quý cha xứ, quý cha, quý thầy, là chúng con đang được sống trong một bầu khí của giáo sư Thánh Tâm đầy thân thương, đầy yêu mến. Chúng con được sự quan tâm, chăm sóc cũng như những lời cầu nguyện của quý ông bà, anh chị em. Đây là một điều hết sức là mà chúng con phải luôn cảm tạ vì điều đó, vì chính Thiên Chúa qua nhà dòng đã sai chúng con đến đây, để rồi chúng con không phải chỉ để cử hành, không phải để trao ban, nhưng chính chúng con lại được nhận rất nhiều từ quý ông bà, anh chị em. Và dĩ nhiên như đầu lễ cha xứ nói, chúng con cũng cần phải xin lỗi quý ông bà, anh chị em vì những thiếu sót của bản thân chúng con. Và chúng con cũng cùng xin lỗi Thiên Chúa về những yếu đuối, những lầm lỗi của chính chúng con. Và đồng thời chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời tạ ơn, lời tạ ơn cao đẹp. Tuy nhiên nếu nói như thế, nói là năm lòng Chúa thương xót mà chính chúng ta lại không cảm nghiệm được thì quả là một sự vô phúc cho chúng ta. Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, các mục đồng đã nghe và đã thấy, nên họ hân hoan hớn hở reo mừng để loan báo cho mọi người thấy. Thì con thiết nghĩ rằng năm lòng thương xót đã được khép lại, nhưng lòng thương xót Chúa không khép lại bao giờ. Lòng thương xót ấy tiếp tục được đổ tràn và là dấu chỉ nơi mỗi người chúng ta khi chúng ta cùng sống những điều đó, cho dù nó rất là nhỏ hẹp, nhỏ mọn thôi, nhưng bằng những cái điều nhỏ mọn mà chúng ta đang sống, đó là trao chia cho nhau, là cầu nguyện cho nhau, là động viên, là an ủi nhau,
thì đó chính là điều mà chúng ta đang tiếp tục thực thi lòng Chúa thương xót. Và con cầu chúc cho tất cả mọi người cũng như tất cả cộng đoàn của chúng ta luôn gắn bó với Chúa, để rồi trong suốt cuộc đời của chúng ta, cho dù thế này thế khác, chúng ta vẫn dâng lên Chúa trong suốt cuộc đời của chúng ta như là một lời tạ ơn cao đẹp nhất. Một vài lời chia sẻ như vậy, và bây giờ chúng ta cùng nghe tiếp lời chia sẻ của cha Hải Phương. Kính thưa cộng đoàn, cha xứ và cha phó nói hết rồi, con biết nói gì hết. Vâng, thì vâng lời cha xứ, con xin chia sẻ một chút xíu. Chắc chắn rằng là cộng đoàn sẽ hỏi con là chắc là cha là vui nhất, phải không? Có lẽ là con nghĩ rằng là con là người vui nhất trong ba cha. Bởi vì sao? Bởi vì năm vừa rồi con được Chúa tuyển chọn lên hàng tư tế của Ngài. Và có lẽ rằng quý ông bà và anh chị em còn nhớ cái câu khẩu hiệu của con đầu đời linh mục, đó là được Thiên Chúa xót thương. Và con thấy rằng là trong một năm vừa qua, và nếu như ở ngoài người ta nói là năm tuổi á, năm vừa rồi là con là năm tuổi, thì người ta nói là năm tuổi là năm xui. Nhưng mà con nghiệm lại cuộc đời của mình rằng là năm tuổi con toàn là năm hên không à. 12 tuổi là hình như rất làm gì đó. Rồi 24 tuổi là được nhận vào trường để đi dạy mà không tốn một đồng xu nào hết. Và năm 36 tuổi thì chịu chức linh mục. Tất nhiên rằng là người ta nói rằng năm xui, nhưng mà con thấy là năm hên. Chứ nhiều người bảo là năm này cha cẩn thận nhé, xui nhé. Con nói ngược người ta là năm hên chứ có năm xui. Và điều đó con thấy rằng là đúng, quả thật mình hên. Hên không phải là bởi cái bản thân của mình tốt đẹp gì, hay là năng lực của mình giỏi giang gì. Hên là bởi vì được Thiên Chúa xót thương. Và như thế hiệp ý với cha xứ và cha phó, con cùng cầu chúc cho tất cả cộng đoàn chúng ta trong năm mới này được tiếp tục được Thiên Chúa xót thương, và xót thương hơn nữa, đặc biệt là xót thương đến đời sống gia đình của mỗi người chúng ta, xót thương đến đức tin của chúng ta, và xót thương đến sự hiệp thông trong giáo xứ của chúng ta. Con xin hết. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Chúng ta một tràng pháo tay để hòa chung tất cả niềm vui và lời tạ ơn của tất cả cộng đoàn chúng ta dâng lên Thiên Chúa trong thánh lễ cuối cùng của năm này. Tôi tin kính Đức Chúa Trời. Con biết nay gì để dâng Chúa hôm nay, con chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, con chỉ có tấm lòng là những hy sinh. Xin
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, mọi sự tốt đẹp ở trần gian đều bắt nguồn nơi Chúa và phải nhờ tay Chúa mới phát triển được tới mức thập toàn. Ngày hôm nay mừng lễ Đức Mẹ Maria Thiên Chúa Thánh Mẫu và là ngày cuối cùng của năm dương lịch. Chúng con dâng lời tạ ơn vì chúng con được hoan hỷ được nhờ ơn cứu độ của Chúa đã khai mào. Xin cho chúng con cũng được hạnh phúc thấy ơn ấy hoàn thành mỹ mãn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng con ca ngợi chúc tụng tung hô Chúa. Bởi phép Chúa Thánh Thần, Mẹ đã thụ thai con một và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với triều thần thiên quốc, chúng con chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau đứng Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộm vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại,
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Đa Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về biết bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, cho từng người, từng gia đình và giáo xứ chúng con. Xin Chúa trong năm mới sắp tới ban cho chúng con ân sủng của Chúa, sự bình an của chính Chúa, để chúng con luôn sống trong tình thương và trong niềm vui hạnh phúc vì có Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến các linh hồn Đa Minh, Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương son tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đấng Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đấng Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúng ta sốt sắng hát kinh lạy Cha. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người truyền dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, khi Cha thể người đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, ta tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước các tội, nhưng cứ chúng con cho mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đây đang xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Con xin cảm ơn, con xin cảm ơn.
nguyện dâng trái tim lòng hèn luôn mến yêu. Con xin cảm ơn tình người, bao năm sống trong trần đời sẽ kiến chung lòng mến không vơi. Con xin cảm ơn bằng trái tim say lòng mến không phai, muôn đời luôn luôn sẽ không đổi thay. Xin cảm ơn người. Con xin cảm ơn, con xin cảm ơn, con xin cảm ơn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ dự tiệc nước trời và hãnh diện tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thánh Tử Giêsu và là mẹ Giáo Hội. Xin cho yến tiệc này giúp chúng con đủ sức đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây chúng ta có ít phút để chầu tạ ơn, chầu Thánh Thể tạ ơn. Tôi xin cộng đoàn ở lại đến phút chót của giờ chầu. Xin mời cộng đoàn quỳ. Thưa cộng đoàn, 360 năm ngày của năm 2016 đang dần qua đi, nhường chỗ cho năm mới 2017 sắp đến. Trong giờ khắc linh thiêng và đặc biệt này, cộng đoàn chúng ta quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể để thờ lạy, tạ ơn vì lòng thương xót của Thiên Chúa đã ấp ủ chúng ta trong suốt năm qua, đồng thời tạ lỗi vì biết bao thiếu sót, nhất là không chu toàn bổn phận, cũng như sử dụng ơn thánh của Chúa ban cách bất xứng. Và cuối cùng,
chúng ta dâng năm mới lên cho lòng thương xót Chúa, để xin Người chúc lành, thánh hóa và ban ơn cho chúng ta. Giờ đây, xin cộng đoàn cùng sốt sắng dâng giờ chầu thánh thể tạ ơn này cho Thiên Chúa, trong tâm tình tín thác, cậy trông của những người con thảo hiếu với Người. Xin mời cộng đoàn đứng. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa, dâng lời ca tụng Đức Chúa vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng tôi, vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Israel, vì những gì Người đã thực hiện, bởi lòng Người đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân. Người đã phán: thật, chúng là dân của ta, là những đứa con không biết lừa dối. Và đối với họ, Người đã là một vị cứu tinh trong mọi cơn quẫn bách, không phải là một sứ giả hay một thiên thần đã cứu thoát họ, nhưng là chính tôn nhan Người. Vì yêu mến và thương cảm, chính Người đã chuộc họ về, đã vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian quá khứ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa cộng đoàn, cha ông ta thường nói: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, để nói lên một điều rằng mọi sự chúng ta có như ngày hôm nay là do lòng thương xót của Thiên Chúa ban. Thật vậy, những ơn lành của Chúa tính chung lại ôi nhiều vô kể, đếm sao nổi vì nhiều hơn cát. Thế nên, không có gì tốt đẹp hơn là ngay trong giờ phút này, mỗi người chúng ta hãy hồi tưởng lại, ngõ hầu nhận ra tình thương nhiệm màu của Thiên Chúa trong suốt năm qua và cả cuộc đời ta để tạ ơn Ngài. Đối với cá nhân, những ơn lành do bàn tay từ ái của Chúa ban cho chúng ta, đó là bình an, sức khỏe, thành công, tai qua nạn khỏi, nâng đỡ chúng ta khỏi xa lầy tội lỗi, cho chúng ta cơ hội sửa mình, nhất là cho chúng ta sống tới ngày hôm nay. Với gia đình, những ơn lành đó có thể là hạnh phúc ấm êm, trên thuận dưới hòa, gia đình sung túc, con cháu thảo hiền. Đối với giáo xứ, chính là sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiệp nhất giữa chủ chăn và đoàn chiên, giữa ban hành giáo và các thành phần trong giáo xứ, là tinh thần đạo đức, là những công trình đang được xây dựng. Những điều đó
Với người có đức tin, chúng ta phải nhìn nhận rằng đó là tình thương của Thiên Chúa. Nếu không có sự an bài quan phòng của Chúa, có lẽ khó có thể được như vậy, nếu không muốn nói là không thể. Tâm tình của tác giả Maccabê gợi lại cho chúng ta lý do và bổn phận phải tạ ơn Chúa. Nếu các ngươi và con cái được an mạnh, công ăn việc làm được như ý, thì ta tạ ơn Thiên Chúa hết lòng. Thật vậy, Thiên Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình thương, luôn bao bọc chúng ta bằng ân nghĩa với lượng hải hà, luôn đứng về phía ta để bênh đỡ. Và người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương băng bó cho lành. Kẻ thấp hèn Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác người hạ xuống đất đen. Mỗi người chúng ta có thể ví được như những đứa trẻ, và lòng thương xót của Thiên Chúa được ví như người cha, người mẹ chăm sóc cho con cái. Tâm tình ấy được diễn tả: có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không thiếu những điều bất chắc không được như ý muốn của chúng ta. Nhưng chúng ta cần hiểu rằng mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người, và Thiên Chúa vẫn có thể rút từ sự dữ ra sự lành, nếu điều đó có ích lợi cho phần hồn của chúng ta. Nhìn lại một năm qua, những biến cố trong cuộc đời cá nhân, gia đình, giáo xứ, chúng ta không thể dửng dưng, thờ ơ, vô tâm và cho rằng điều đó là vô tình được. Bởi vì tất cả đều do sự yêu thương, an bài, quan phòng của Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót đã thương ấp ủ ta. Với tâm tình đó trong giờ phút này, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Và lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài làm con phải reo lên. Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại, tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay. Cộng đoàn chúng ta dành ít phút suy niệm. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng đọc Thánh Vịnh 92. Thu vì thay được ta ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy đấng tối cao. Săn cầm treo trầm bóng, nhẹ nhẹ vân vương khúc vì bà. Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ, thấy việc tay Ngài làm con phải reo lên. Lạy Chúa, công trình Ngài thiết bao vĩ đại, tư tưởng Ngài thâm uy lắm thay. Người Yeah.
cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn. Con Chúa, Ngài cao cả đến cùng đời. Kìa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa, kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong, bọn gian ác đều ra tan hết thảy. Mắt con nghênh những kẻ địch thù, tai nghe biết lũ hai con mặc vân. Người công chính vươn lên giữa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương mây mọc. Được trồng nơi nhà Chúa, mơn mờn giữa quân chiến đền thánh Chúa ta. Chúa thực là ngay thẳng, là nơi đã cho tôi ẩn náu, nơi người chẳng có chút bất công. Vinh danh Chúa Cha ban cho con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời và sinh hiện nay, luôn mãi đến thiên cung. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha yêu thương đã ban cho chúng ta sự sống cùng muôn ơn lành hồn xác. Chúng ta hân hoan tạ ơn Người và thiết tha dâng lời nguyện xin. Ngôi hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để tỏ cho trần gian biết về tình yêu thương vô bờ bến của Chúa Cha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô và mọi thành phần dân Chúa được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để biết công tác với nhau trong tinh thần bác ngai. Nhờ đó, mọi người đều được hướng lòng thương xót Chúa. Chúa dựng nên muôn loài cho con người và trao cho con người quản lý và hưởng dùng. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết tôn trọng sự sống, tôn trọng thiên nhiên, yêu mến hòa bình và biết chia sẻ cho nhau tài nguyên Chúa ban để mọi người được sống trong thái bình thịnh vượng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Xin Chúa ban cho mọi dân mọi nước được đầy tràn phúc lành của Chúa và được hướng nhờ lòng thương xót Chúa, đồng thời luôn có lòng thương xót dành cho nhau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng. Xin Chúa cho cộng đoàn giáo sư chúng ta luôn sống tâm tình tạ ơn Chúa và biết dùng chính đời sống yêu thương, hy sinh, dân thân phục vụ để kết thành lời tạ ơn dâng lên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha nhân lành, chúng con cảm tạ Cha vì tất cả những ơn mà chúng con đã được nhận lãnh trong suốt năm qua. Nguyện xin Cha tiếp tục đồng hành với chúng con cùng ban ơn Thánh Thần để dẫn dắt chúng con luôn sống xứng đáng với những ân huệ Cha ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn quỳ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
chúng con cảm thấy rất hạnh phúc vì trong những thời khắc cuối cùng của năm dương lịch này, Chúa đã thúc đẩy để chúng con đến đây tham dự thánh lễ, tham dự giờ chầu. Chúng con hiệp cùng nhau nói lời tạ ơn Chúa, nói lời xin lỗi Chúa và cũng xin Chúa chúc lành, tha thứ cho chúng con. Chúng con cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì trong thời khắc này chúng con cũng đã biết thú tội và tha thứ hết cho nhau. Xin Chúa cũng tha thứ cho tất cả chúng con. Và lạy Chúa, chúng con cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì Chúa đã gieo niềm hạnh phúc, niềm tin vào trong lòng của chúng con. Xin cho chúng con vững vàng bước vào năm mới với đức tin, lòng cậy trông và lòng yêu mến Chúa, yêu mến anh chị em nhiều hơn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, do ý định quan phòng của Chúa, Chúa đã muốn xây dựng hội thánh trên thánh Phêrô đầu mục các tông đồ. Xin Chúa đoái thương đến Đức Giáo hoàng Phanxicô chúng con và xin cho Đấng Chúa đặt lên kế vị thánh Phêrô trở nên nguồn gốc và nền tảng hữu hình của sự duy nhất đức tin và sự hiệp thông cho dân Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu niềm tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.